Xin chào tất cả mọi người nha. Ban mình hiện tại đang có một phát release á, rồi mình quay lại cho mọi người xem nha. Hạt này là hạt nhỏ nhất của mình á, hiện tại nên chỉ có T3 thôi, chỉ có vài con T3 thôi. Mình vô hết luôn. Nó lắc nữa. Hiện tại thì mình đang dùng 3G mà chỗ mình nó sóng nó yếu quá thì nó lắc, mọi người thông cảm cho mình nha. Mọi người mà ạc nào mà mấy bạn mà chưa nét được á, sợ mà bị nó đánh á, thì mấy bạn vô lính rồi teo đi chỗ khác. Vô release vẫn teo được bình thường nha. Hoặc là mình bung lính vô rồi mình teo chỗ khác bình thường. Này mình ạc nhỏ mình cũng không có sợ zero gì đâu. Cứ là thoải mái mấy bạn, cứ đâm đi. Bạn nào có xem clip thì cứ đâm. Mình khiêng tối ngày à, các bạn đâm cũng khó lắm, trừ khi mình gỡ khiêng ra cho mấy bạn quánh thôi. Ít khi mình có tối á, các bạn muốn ra zero mình thì cứ là tối thì cứ vô đông. Tại vì bình thường mình ngủ quên lắm. Việc ngủ quên, quên khiêng thì chắc là không ít mấy bạn là không ít bạn người nhiều người là không phải là không có. Khá là hơi lắc lắc một tí. Ba mình đang relay anh này. Đây 217m nha. Ôi mấy bạn, trong bang của mình cũng lắc à, không phải là riêng mình nha. Tưởng chắc game á, khá là lắc. Bạn này thì hiện tại là không biết là có on hay là không, nhưng mà bên mình quyết tâm là đâm thí với bạn. Thấy bạn ấy là rồi liên bạn ấy không thấy gì động tĩnh gì là thấy là chơi luôn à. Tại vì ạc tầm 200m á thì nghĩ là đất rồi nó cũng không có tốt đâu. Việc mà chắc bạn này không nhiều lính đâu, có hai khoảng hai mười mấy lính à. Mấy thằng này thì đâu có mà sợ gì mà nuốt relay. Su là mấy cái ạc mà tại bạn này không có chống thám nè, bên mình mới đâm nha. Su su gặp mấy anh giả giả chân ra đét rì ly mặt cham vô, trời ơi cái ghê. Ca mình ca này thì không có nhiều cham, mấy cái này là ca nhỏ nên không có sợ mấy vụ này. Không cũng sợ lắm mọi người. Su su đi, mình T3 không, mình không ổn. Mấy anh này trong bang mình T4 không, trời ơi chắc chết quá. Dạ mấy anh ấy bị rớt mạng. Sao dạo này mạng lỗi vậy? Còn 20 mấy giây, một M7 lính. Rồi mấy anh không vô lính, full đi tờ. Hôm này cũng không tăng tốc gì chân. Tiện tay mình làm giùm luôn. Nó không nhiều lính đâu, nó có hai mà mấy lính à. Hồi nãy là mình có thấy mấy anh kia nhắn rồi. 4 mấy giây cho đợi. Vô relay các anh ơi, đâu hết rồi. Mỗi M7 lính không, mỗi M8 lính. Chứ vài con nữa là M8 nha. Rồi một M8 đâm 2 M mấy. Tuyên chiến đồng minh luôn rồi. Rồi ghê rồi. Ghê rồi. 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 Xong rồi. Tới luôn. Rồi nó đặt danh hiệu cho bên mình là tinh hề luôn rồi. Nè. Nè coi nè. Nè. Hề hả. Phong tước nó luôn rồi. Nó tự phong phe nó luôn rồi. Này là bà ghi lãnh chúa nha. Ôi. 2 M7 lính. Bà ấy chết. Khá là nhiều nha. Nhưng mà không, tại vì không đủ lính với lại T3 mình đi ba loại nữa, thiệt sự là khó thế nào mình nuốt hết hay là đâm hết nổi. Với lại bên mình chỉ có hơn 300 hạt 300m thôi, không phải là cây lớn gì, đồ không cao lắm nên dễ gì mà nuốt như mấy bạn nói là đét. Mấy bạn nói là đi đánh dở thì mình chịu thôi chứ
27 lính nha. Bạn ấy còn 22 lính nè, 21, nhẹ khí còn 57, 55 này. Tụt khá nhanh nha. 50%, bên mình chỉ tụt 10% thôi. Chắc do lính lính loại nhỏ đấy. Lính loại nhỏ thì death là bị tụt nhẹ khí khá là nhanh nha. Các bạn lên hiện tại thì đã có T5, B5 nên các bạn muốn lên death thì chỉ lên T2 thôi nha, bỏ T1 nha. T1 nếu mà lên chỉ lên máy bắn đá thôi, tại vì nó nằm ở đằng sau á, không có bị đánh. Nếu mà lính ở trước không bị diệt hết thì không có đụng tới nó, dù là bét cũng vậy nha. Còn 84% nè, nhảy khí nè bên mình nè. Đấy. Thì clip của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký và lời bình luận về video giúp mình nha. Này là nè nè. Đây bạn ấy có on nha. Tạm biệt các bạn.